Chiều 25 tháng 6, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, tại Bình Phước xảy ra trường hợp một nữ học sinh giỏi không thể dự thi do bị tai nạn giao thông vào chiều ngày 24 tháng 6. Nữ sinh vắng mặt đáng tiếc là em Lê Thị Quỳnh Như, học sinh lớp 12H chuyên toán tin, trường Trung học Phổ thông chuyên Quang Trung, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Quỳnh Như là một học sinh giỏi. Trước đó em bị tai nạn giao thông trên đường đi ôn thi về. Sau tai nạn, Quỳnh Như được xác định bị gãy xương bả vai phải. Bà Ngô Thị Bích, mẹ của Quỳnh Như cho biết, sáng ngày 25 tháng 6, khi các bạn cùng trang lứa đi thi, Như cố gắng gượng dậy để đi thi nhưng không thể. Cháu không muốn thi đâu à, mà cuối cùng không được. Thì bên nhân viên mới nói là để xin cái giấy ở đây, xin cái giấy ở đây để cho nhập viện á, để cho bên nhân viên phải lên tôi xin như thì sợ không rồi cái nhà cháu nó đâu tốt nghiệp. Chị mới đi xin qua thì mấy thầy mới đi nộp trên đó, ngày nay mấy thầy nộp. Sáng nay chị mới cho cháu đi mổ. Nó cũng muốn thi mà mấy thầy kêu thi cũng nổi. Ông Lý Thành Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết, Như là một học sinh giỏi của trường, theo quy chế, trường hợp của Như sẽ được đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm nay, Như đăng ký vào ngành Kinh tế Luật của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và nguyện vọng 2 là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hai trường này sử dụng kết quả của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nên Như phải chờ sang năm mới có thể thi lại.